Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của bất động sản này. Trong chuyên mục giới thiệu dự án ngày hôm nay thì tôi xin chọn một dự án nằm ở bên bãi cháy cái râm để giới thiệu cho mọi người. Đó là dự án khu biệt thự đồi Monaco Hạ Long, hay còn có tên tiếng Anh là Monaco Green Pine Hạ Long, khu biệt thự thông xanh. À đây, như trên Google Maps thì nó nằm ở bên phường bãi cháy, cái râm, khu cái râm đây. Nó có một cái diện tích tương đối to. 28 hecta trên của mép nhìn thấy luôn và như quý vị có thể thấy ở trên bản đồ thì vị thế này có một cái view chỗ này là đồi nhá nên là nó một có một cái tầm view rất là thoáng nhìn sang bên này cũng được nhìn thấy đây là ngã tư ao cá này trục này là đi bãi cháy hòn gai này trục này thì là đi lên quốc lộ 18 đi lên đường cao tốc này trục này là vào hoành bồ đây nút giao cầu tình nhiều đây một cái vị trí mà có thể đi đến những cái nơi khác rất là dễ dàng và đây cái phần này là phần đi cái Dăm hùng thắng này. toàn những khu du lịch nổi tiếng đấy có nghĩa là như thấy vị trí thôi là mọi người có thể thấy là nó có một cái giá của nó không phải rẻ rất là vip bởi vì đây là dự án biệt thự mà chỗ ăn chỗ chơi rồi các kiểu à, đó nhìn quý vị thấy đây đi ra đường hoàng quốc việt gần đi ra chỗ ngã tư ao cá gần đi ra bãi cháy thì ngay gần đây luôn vị trí cực kỳ là trung tâm tiện lợi gần trường, trạm, bệnh viện à, nói chung gần tất tật mọi thứ trung tâm của bãi cháy à, ra đến uh, phối cảnh tí nhỉ phối cảnh tí thì đây là phối cảnh của dự án này đây rất là thoáng à, đây là một dự án gồm có đây 245 căn biệt thự uh, xâm lập và đơn lập và ở ngay giữa dự án là được quy hoạch xây một khách sạn 5 sao 19 tầng đây và hình ảnh thực của dự án thì như quý vị đã thấy là tính cho đến thời điểm đây là hình ảnh được quay tháng 12 năm 2022 quý vị có thể nhìn thấy là rất nhiều biệt thự đã được xây à, tuy nhiên cái phần đất làm khách sạn thì chưa được xây dựng à, dự án này thì là chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hoạn Monaco Hạ Long và nó được xin cấp phép từ tận năm 2015 lúc mà bán thì những cái căn biệt thự ở đây cũng có giá từ 7 tỷ nhưng mà hiện giờ thì tất nhiên rồi bao nhiêu năm rồi nó cũng phải thay đổi một tí à, nhưng xin mời quý vị và các bạn nhìn qua một một chút đi đấy chỗ này thì rất là thoáng không chỉ có đơn lập và song lập thôi không có tứ lập gì hết và đây tầm view này dừng lại một tí quý vị có thể nhìn thấy đây nhìn trên google map thì nó xa chứ nhìn trên đây thì quý vị có thể thấy là nó đi một tẹo nữa Tới ngã tư áo cá bệnh viện bãi cháy đoạn này rất là gần đây nhìn trên này thì nhìn ba mặt là view hồ luôn rất là thoáng có cái mặt này thì là view vịnh này cực kỳ thoáng và không bị che chắn mà cái gì cả đấy. và quý vị mời quý vị và các bạn xem tiếp đây là một dự án biệt thự và dân mua ở đây thì một là để ở hai là để kinh doanh cho thuê khách sạn nghỉ dưỡng cho thuê thì chúng ta có thể cho thuê được một đêm tầm 8 10 15 triệu một đêm và hiện giờ cho thuê thì vào mùa du lịch cũng rất là hiệu quả Tuy nhiên là nếu mà cho thuê với cái giá đấy và với tổng mức đầu tư tầm vài chục tỷ thì tôi nghĩ là nó cũng hơi bị uh, nó cũng chưa được hiệu quả lắm để ở thì tôi nghĩ là ok hơn đây cái đường lên đây đây, đây đường lên đây đi đường chính là lên veo phát là lên luôn gọi là trên đồi thôi nhưng mà đi lại rất là dễ dàng quý này nhìn thấy và nói thêm một chút về giá cả khu này thì giá rẻ nhất đây những cái biệt thự song lập ở bên, bên trong này view vào cái chỗ này view vào cái chỗ mặt này thì đang tầm quanh quanh 10 tỷ những cái view ví dụ chỗ này thì được vị trí nó chia làm các các thớt hoặc là các thửa có nghĩa là nó giật cấp này, ở dưới ở dưới này, ở ở trên này dãy trên này dãy dãy cao hơn nữa này. Ở dãy dưới view hồ người đang có giá tầm không nhầm là 600 m2 tầm 30 tỷ. À chỗ nào đoạn này view vịnh này, nhìn ra vịnh thì tầm 35 tỷ. Có những giật cấp cao hơn cũng view hồ tầm 40 tỷ. Đấy tầm 40 tỷ cho một diện tích tầm 60 m2 à 600 m2. Diện tích đất nhé, còn xây dựng thì mật độ tầm 40 đến 600 đến 60%. Căn rẻ hơn nhìn vào đây tầm 10 tỷ. Đấy. Cứ nhìn thấy đây một dự án ở trên cao nhìn xuống rất là đẹp và cùng với FLC thì đây là một trong những khu biệt thự trên đồi ở hiếm hoi của thành phố Hạ Long thành phố Hạ Long thì toàn phổ biến nhất là biệt thự là biệt thự biển nhưng mà đây là một trong những biệt thự đồi và thực ra mà nếu quý vị có dịp mà lên tận mắt trên cái đỉnh nồi Monaco mà nhìn xuống thì quý vị có thể nhìn thấy là view cực kỳ là thích thoáng mát ở gọi là sướng luôn thật ở như này cũng chắc là sướng luôn ấy. đẳng cấp khu cho nhà giàu biệt thự triệu đô cho nhà giàu và so sánh với biệt thự bên FLC thì bên này chắc chắn là giá cao hơn và quy hoạch tôi nghĩ chỗ này là hợp lý hơn 200 hợp lý hơn Đấy. và đây là hình ảnh file cam thực tế và nếu và đây là bất động sản cho người rất nhiều tiền rất nhiều tiền ít tiền thì chúng ta không mơ ở đây làm gì người ta mua chỗ này là cho bộ sưu tập hoặc là mua để cho kinh doanh à, tích sản mua để tích sản bảo vệ dòng tiền trong khi đấy vẫn cho kinh doanh được nên đây là một cái bất động sản cho người nhiều tiền đấy chúng ta thì nếu trong độc giả xem kênh khán giả xem kênh này tôi nghĩ là cũng chưa phải là chúng ta không có tầng lớp đấy chúng ta xem đây chúng ta là xem cho đẹp cho đẹp cho biết cho thêm kiến thức thôi